là quê mấy bờ. Thì vừa đi xuống ngang quay quay á, rồi em muốn cười 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 đi đâu đó, đi đâu đó, đi đâu đó. Đi quăng liền lên. Cái ta kìa, nó quấn cái khăn nước cũng đỡ ghê luôn rồi. Đỡ đỡ luôn. Bắt chước chị hả nó? Mấy người yêu cầu chị lo luôn. Bò trưa mà tẩy trắng đen gì hả? Bò trưa mà tẩy trắng đen á. Mụn có cục ra mụn kiểu mà mụn nước nước hộc 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 á. Má đụng vô xí. Đau quá chị nhẹ ta là xíu. Chó mấy người đi Chị được đi không? đâu? Bao nhiêu người chị hay những người chị đo đã thấy, chị đo thấy là mạnh tay, Thì nhẹ nhàng đó. thử nhé. Chị mới đi là thấy nhẹ nhàng chứ chị không thấy. Từ xưa đến Kê giờ em mới kêu giờ chị do mùi vi mới nó đau đó. chị Rồi. đo mùi vi chị lấy nhẹ, em kêu lấy huyết, chị đo lấy Ừ, mạnh đó, đó cái kiểu kiểu đó chị. Từ từ gặp chị mấy chơi qua người cũng dài chị đã người. Còn như là bà mua mà cứ kêu mà đau hết luôn được mà kêu chị lấy ơi kìa để nó mạnh. Quen đi chứ miết mình chiều nó được. Nhiều người nữa mình lấy nhẹ nhàng họ lại kêu là chị lấy em có hết cồi không rồi các thứ kìa, ừ. chứ bao giờ không hết cồi đâu. Bình thường chị lo chứ cũng có nhẹ nhõn đâu. Đụng xíu là đau mà mẹ có mấy cục. Nhiều người nó có mũi rất là dễ chị này, nếu mình tiếp viên thì bỏ sốc. Ừ. Quen những lực tay đấy. Nãy có đi với chị bé trong quần có gọi cho gì luôn không? Còn mà em nói vậy cái bà bấm cái thằng con em lên rồi, Ừ. do lần nào là bà bấm không rõ à, cái hình như Bởi bản ăn hơn gì? Chị thấy MB này, thì Vietcombank này là nó đa dạng lắm luôn á. Ủa bán một phát đó rồi hả? Nhìn nó có khác không?